Xin lỗi là anh BT làm tối rồi nhưng mà nhớ ăn cơm. Tại đó. Sáng tạo được Tây Ninh Quốc cho chị. Chưa nghĩ ra Tây Ninh Quốc quá sao luôn á. Hôm qua ăn mì hả? Mì hôm qua cũng được thôi, mì tâm dâm cho nên là nó cay nhiều. À, chua chứ, rất chua nhiều. Và mì gói ở đây thì chưa ngon bằng mì gói Việt Nam nha. Bên Phi hả? Bên Phi bây giờ là hiện tại bây giờ đang là, ở bên Việt Nam mình là mấy giờ mọi người? Bên Việt Nam mình bây giờ mấy người? Bây giờ nhỉ, bên Phi là sẽ nhanh hơn bên Việt Nam mình một tiếng á. Vậy là ở bên, bây giờ bên đây là 22:54. Sao mình livestream mình không kéo xuống mình coi cái đồng hồ được ta? Không coi được cái đồng hồ. Và bên này sẽ nhanh hơn bên mình một tiếng á. Chị có coi World Cup không? Mình không biết coi World Cup. Với lại con là đi học mà không có theo dõi World Cup mà không có biết là World Cup mấy giờ hết trơn á. Mới giờ 55. Bây giờ này còn thức nhiều quá nè. Hôm nay có. Mỗi ngày thì cho đi học cũng phải 3 tiếng. 3 tiếng là ít nhất. Có ngày là 4 tiếng, không có ngày 5 tiếng. Xong rồi thầy sẽ dạy cả interview, cả catwalk. Thì bình thường interview nó sẽ 3 ngày hôm nay thì cho học interview sẽ là khoảng 1 tiếng hoặc là 1 tiếng 30 phút đầu tiên. Xong sau đó thì sẽ học 1 tiếng 30 phút còn lại mình sẽ học về catwalk. Chào ở Airbnb. Ở bên này thì tại vì mình ở lâu ấy, cho nên mình thuê Airbnb thì cái chi phí nó sẽ ok hơn cho mình để mình ở được dài hạn. Cho mới đi học về chưa tắm, chưa buồn ngủ. Chị cũng hy vọng là chị sẽ được ở Mỹ một năm. Cháu ở Manila nhưng mà thành phố này là Quezon. Cháu đang ở khu Quezon. Tháng 8 chị mới về khoảng tháng 12 chứ. Ngày 8 tháng 12 là cháu về. Cháu về lại Việt Nam xong rồi sẽ chuẩn bị nốt những phần còn lại để lên đường sang Mỹ thi Miss World vào tháng 1. Miss Universe vào tháng 1. Chết tôi rồi, tôi đã nói lộn nữa rồi. Chết tôi rồi. Theo như cho theo dõi hợp báo thì là đang quen xong là đang quen xong là sẽ bà chủ tịch mọi người nói là sẽ bay đi bay về giữa Mỹ và Thái Lan. Vuốt sang phải để đọc bình luận. Cái này là chạy bình luận to hơn. Hay hơn trái. Chị cảm thấy như thế nào về các tụi chị cũng mới biết nhau qua Insta và hôm qua thì cũng có một buổi thảo hôn để gặp gỡ và sẽ thấy mọi người cho thấy ai cũng dễ thương hết trơn á. Mọi người dễ thương lắm. Philippines thì ở khu châu ở thì
Châu không biết là ở khu khác như thế nào, nhưng mà ở khu Châu ở thì là có nhiều đồ ăn nè, xong rồi đường xá đi lại thì cũng rất là ok. Và ở bên đây thì nó cũng giống với Việt Nam mình lắm, đi lại cũng có Grab hoặc là có những cái mấy cái app để mình đặt đồ ăn, xong rồi đi ra thì cũng rất là dễ và bắt xe cũng rất là nhanh. Nên là trước tiên thì ưu tiên lịch học trước, xong rồi bởi vì cho con học song song buổi sáng là học với lại online với lại giáo viên nữa, cho nên là mỗi ngày là buổi sáng mình sắp online, xong rồi buổi trưa mình nghỉ một chút, rồi buổi tối là mình đi học với thầy Carlos, cho nên là cũng dịch cũng kín lắm, cũng khá là kín, chứ cũng không, mình cũng chưa plan, Châu cũng chưa plan được là sẽ gặp ai hay là đi những đâu nhiều. Để qua đây để chủ yếu tập trung học hành mà. Nên là quyết tâm học hành cho đỗ đạt. Không, có chị dâu bên đó không chị? Trời ơi, không bé. Chị qua đi đi học, đi học không luôn. Rồi bữa đến giờ chị biết em không chị? Không, chị không biết em bé ơi. Chị ăn gì? Chị đang ăn cơm bánh tráng Long An. Trời ơi, nhắc thề yêu hơn, qua đây có cầm thêm hủ muối Tây Ninh nè mọi người. Hủ muối Tây Ninh từ hôm qua đến bây giờ mình tìm cái gì ta, tìm xoài với là tìm cốc luôn đó để gì chấm muối ăn á, mà không có luôn, tìm hoài không thấy luôn. Mà ở bên đây trái cây order trên app mắc nha. Xong rồi mình đi mấy cái tiệm mà 24 giờ đồ đó vẫn chưa không vẫn không có bán trái cây hay là gì hết. Ở bên mình thì thấy có bán nhưng ở bên đây thấy không có. Chị bán mấy cái đồ đóng hộp hoặc là mấy cái nước đóng chai đồ đó, nước ngọt nữa. Chi phí 3 tuần bao nhiêu chị biết không? Cái này chắc phải để chị hỏi anh Hoàng. Tổng cộng, trời ơi, mình cầm điện thoại bằng tay mình cười cái nó rung rung. Tổng cộng thử xem là tất cả chi phí như bao nhiêu. Bao giờ thì chị học xong? Chị học từ giờ cho đến ngày 7, xong ngày 7 xong là ngày 8 là chị bay về luôn. Vé máy bay của chị là ngày 8 và lịch học thì đến ngày 7. National Custom. Hồi chiều chị mới nhắn tin cho bạn bạn khách cô designer của National Custom, chị mới nhắn tin cho bạn, xong bạn bảo là bạn đang cố gắng hết sức để mà hoàn thiện nhưng mà stress quá. Xong chị kêu là hãy stress lên em ơi, hãy áp lực lên, stress nhiều dữ lên. Nói cười. Hôm nay chị có tập luyện với thầy không? Có, cho mới vừa đi học với thầy về nè. Ở bên đây đã là 11 giờ, 11 giờ đêm rồi, nửa đêm rồi. Cho học thì thường thường sẽ học với thầy từ 7 giờ hoặc là có bữa thì sẽ sớm hơn là 6 giờ hoặc 5 giờ tới 10 giờ đêm. Sau đó rồi về nhà ăn uống đồ các thứ xong rồi đi ngủ. Ngủ lại xong một ngày. Chị Tiên dạo này có ăn thử cái gì? Thôi mà, để cho Tiên tranh thủ. Cái đến chị về chị sẽ tính sổ với Tiên. Chị sẽ tính sổ với Tiên liền. Liền ngay lập tức. National Custom là bộ chiếu Cà Mau á bé. Là bộ mà hồi đợt cuộc thi National Custom và bạn chiến thắng là bạn Khát Cô. Và bộ trang phục chiến thắng đó là bộ chiếu Cà Mau.
người Philippines á, chị bữa giờ qua đây chị 3 ngày thì chị thấy mọi người cũng khá là dễ thương, cũng là cũng welcome rất là nhiều, và đặc biệt là các bạn mà assistant của cái Airbnb mà châu ở á, là bạn rất là nhiệt tình luôn á, bạn cái gì bạn cũng giúp, bạn cũng chỉ, xong rồi mình hỏi cho bạn hướng dẫn mình kỹ lắm, cũng dễ thương. Xong bạn biết mình là người Việt Nam, mình qua đây á, mình có nói trước là mình sẽ có thể sẽ nấu ăn hay các thứ, xong bạn chuẩn bị đầy đủ hết dụng cụ nấu ăn luôn, nồi niêu xong, chảo rồi lò vi sóng rồi dầu ăn gia vị rồi chuẩn bị đầy đủ luôn, nhưng mà không có chén ăn cơm, chỉ có dĩa thôi. Nhưng mà trong hộp thì không có chén ăn cơm, chỉ có dĩa, có mấy cái dĩa đựng đồ ăn thôi. Cười xỉu. Chị dạo này rất hay bắt mực lên. Cảm ơn em. Road to Miss Universe có bao nhiêu tập vậy chị? Dự kiến là có khoảng 8 tập với bé. Nhưng mà tập đầu tiên chuẩn bị lên sóng vào ngày 25 rồi nha, mọi người nhớ đoán xem nha. À, hôm nay trailer đã tung rồi, mọi người đã xem hết trailer chưa? Thấy thế nào, thấy trailer như thế nào? Comment cho biết với coi, mọi người đã xem hết trailer chưa? Hả? Chị Trinh Ninh khi nào về? Ngày 8 là cho bay về rồi đó. Ngày 8 là cho đã có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Coi 1000 lần. Thấy như thế nào hả? Hả mọi người ơi, tập 1 sắp ra rồi, rất là mong chờ luôn đó. Rất là mong chờ tập 1 nha. Việt Nam Why Not mùa 2, để chị hỏi anh Hoàng thử xong bữa sau chị sẽ nói cho em nghe. Mùa 2 là đi nghỉ đó. Để câu thi. Đê kêu tên em. Đang ăn gì vậy chị? Chị đang ăn cơm. Mình đi tập về đói, xong bây giờ lấy cơm ra ăn. English Shop Drug to Miss Universe 2022 nha chị. English Shop Drop to Miss Universe 2022 nha chị. Cái này mọi người hãy chờ đón tập đầu tiên sẽ được phát sóng vào ngày 25 nha mọi người. Nhớ đón xem tập đầu tiên nha. Ăn thịt lụng không? Trời ơi chị thèm lắm, đừng nhắc nữa em ơi, rất là thèm luôn. Rất là thèm luôn. Ở bên đây đồ ăn thì hơi khác với lại bên mình một chút là do chị thấy là vị mặn nó không có nhiều, mà nó có nhiều, hơi nhiều dầu với lại kiểu chiên chiên nhiều á. Anh nó có nhiều vị dầu và cái vị béo béo của dầu á. Rất nhiều luôn nha. Còn đây muối tôm Tây Ninh. Mình mang từ bển qua đây. Bữa giờ cứu đói, cứu khổ, cứu nạn mình biết bữa nay. Từ mì gói cho đến cơm. À mình order hay là những cái đồ ăn mà mình đem về, mình order về nhà ăn. Đúng rồi, đồ ăn Việt mãi đỉnh. Cái gì đây? Cái gì mà hóa trị nữa thôi em ơi. Tha cho chị đi em. Tập skill quay 3 vòng nha chị. Chị sẽ cố gắng tập luôn lồng mèo trên sân khấu. Chuyến này mặn là may rồi. Đúng rồi. Chị hy vọng em. Hy vọng về sẽ mặn như muối Tây Ninh. Em có nhiều bạn nhìn giống chị lắm. Ô thế hả? Hôm nào em phải comment xe tên bạn em vào đây để cho chị xem thử coi bạn đó với chị có giống nhau được không nha. Sao mà giống nhau thì ơi hello. Muối hột quốc nữa chứ. Rồi muối hột quốc thì sao em? Châu ở đâu Philippines? Châu đang ở Quezon, Manila.
Nhưng mà địa chỉ cụ thể hả? Cho quên mất cái tên chỗ Airbnb này rồi. Không đọc được cái tên, quên mất tiêu. Đúng rồi, Manila. Manila. Hôm bữa Châu đi, Châu bắt được một chiếc trap để mà đi lên mấy cái chỗ xung quanh này á, để xem là ở đây như thế nào á mọi người. Xong rồi cái gặp cái chú rap, chú toàn mở playlist của Việt Nam không thôi. Không có, mình nghe mình hết hồn, mình tưởng chú người Việt. Không phải, mình hỏi chú kêu là không có. Chú thích nghe nhạc Việt, xong rồi lâu lâu mở lên nghe vậy đó chứ không có. chứ không phải không có hiểu tiếng Việt, cũng không có biết tiếng Việt. Mà chú mở toàn là nhạc trending của Việt Nam, mình luôn không, mình không luôn á. Đúng rồi, waiting for you. Chị đây, chị biết nhất mày một bên không mà biết bé yêu. Hãy xem chị đây. Đó, ghê chưa? Ghê chưa bé yêu. Mai training đến mấy giờ vậy chị? Lịch training của chị cố định tới 10 giờ đêm á. Có hôm thì sẽ bắt đầu sớm hơn, từ 5 giờ hoặc 6 giờ. Có hôm thì bắt đầu 7 giờ, có hôm thì 6 rưỡi, kiểu vậy á. Nhưng mà luôn luôn kết thúc vào lúc 10 giờ hoặc là 10 giờ 10 phút. Thôi, bye bye mọi người, chị ăn cơm xong rồi. Bây giờ đi tắm rửa để chuẩn bị đi ngủ đây. Hẹn gặp mọi người hôm sau nha. Ngày mai mà về sớm, cho sẽ livestream để kể mọi người nghe tiếp. À, đến bữa phát sóng tập 1 mình sẽ live. Nhưng mà lúc đó mình đang đi học rồi. Nhưng mà thôi, mình đi học xong về mình sẽ vừa xem vừa livestream vừa reaction với mọi người cho vui nha. Bye bye, chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye. Em mới vào mà hu hu. Bye bye em. Thôi bữa sau chị em mình lại nói chuyện tiếp.